ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Biết vậy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người." Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, nhiều khi chúng ta cũng bị hoang mang về vấn đề làm sao để mà sống thương yêu, làm sao để mà sống bác ái giữa những thành viên trong gia đình, giữa những thành viên trong cộng đoàn Kitô hữu, và kể cả giữa những cái thành viên trong cùng một cái quê hương đất nước thân yêu Việt Nam này. Rồi bởi vì đã không ít lần người ta lạm dụng cái ý nghĩa của tình thương, của bác ái, cho nên đôi khi chúng ta cũng thấy rất là khó xử. Để mà thương yêu thì phải chăng chúng ta đành phải hy sinh cái nguyên tắc công bằng? Bởi vì khi đã nói đến công bằng công lý thì thường thường là phải thưởng công và phạt tội. Mà như vậy thì có còn là tình thương nữa không? Có còn là thương xót nữa hay không? Do đó đã có những cái trường hợp khó xử và rất khó xử khi mà chúng ta phải đứng vào cái vai để làm trọng tài giữa một bên là cái đòi hỏi của công bằng, phải đem lại cái công bằng cho nạn nhân và phải trừng trị cái kẻ thủ ác. Và một bên là cái nguyên tắc tình thương bác ái của Kitô giáo mà chúng ta đã được thấm nhuần từ cái thuở thơ ấu và luôn luôn được nuôi dưỡng khi chúng ta nghe lời Chúa, khi chúng ta đón nhận bí tích, khi chúng ta đón nhận những cái soi sáng chỉ dẫn của Hội Thánh, chính để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái tình trạng khó xử và đôi khi hết sức là hoang mang này. Thì cái đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đọc theo Thánh Matthew đưa ra cho chúng ta chẳng những là lời giáo huấn của Chúa Kitô mà là chính cái gương mẫu của Chúa Kitô để chúng ta biết thế nào là thương yêu thật sự. Cái chuẩn mực thương yêu này, như chúng ta nghe bài tin mừng nói, nó làm bộc lộ cái cung cách của một Chúa Kitô là đấng thiên sai của Thiên Chúa, là đấng đã đến trong trần gian này trong cái cung cách là một con người như chúng ta, hoàn toàn với cái nhân tính của Chúa. Lời Thánh Phaolô nói thì chỉ trừ có tội lỗi, còn mọi phương diện Chúa Kitô cũng đã trở nên giống chúng ta hoàn toàn. Vì vậy chúng ta có thể coi như Chúa Kitô là cái mẫu mực để chúng ta học mà biết cư xử và phản ứng như thế nào để thực sự là thương yêu đúng nghĩa. Bởi vì nếu không thì chúng ta cũng sẽ vì nhân danh bác ái mà lại lỗi phạm công bằng, hoặc là chúng ta nghiêng quá về công bằng mà chúng ta lại trở thành hết sức là bất nhân. Cái chủ mực của Chúa Kitô về tình thương yêu thực sự đó là kèm theo một cái thái độ hết sức là kiên nhẫn, hết sức là nhân từ. Chúng ta liên tưởng đến cái hình tượng của chữ nhẫn ở trong cái tiếng Hán. Ở bên dưới cái biểu tượng của cái tâm là trái tim, là cái ngọn đao, cái chữ đao là cái con dao.
lúc nào cũng sẵn sàng chờ trực để có thể gây tổn thương. Bởi vì đã yêu thì phải kiên nhẫn, phải rất là tinh tế trong cái cách đối xử, từng cái lời ăn tiếng nói, từng cái thái độ, từng cái phản ứng để không gây tổn thương. Và hình như Chúa Kitô cũng muốn đưa cho chúng ta Kitô hữu là môn đệ của Ngài cái chuẩn mực, cái tình thương thật sự như vậy, là phải có cái sự nhẫn nại và thậm chí có thể là nhẫn nhục nữa. Vì như là Tin Mừng diễn tả, Chúa Kitô không ồn ào, không có lớn tiếng, không có những cái tuyên bố hết sức là vĩ đại để mà răn đe, để mà tìm cách lấn át người khác. Khi thể hiện tình thương thì cũng ở trong cái sự khiêm tốn, ở trong cái sự thầm lặng. Kế đến là cái thái độ chờ đợi, dù là một cái tim đèn nó đã tắt rồi nhưng hãy còn một chút khói, thì vẫn còn đó cái hy vọng để che chắn gió bão của cuộc đời, che chắn những cái nghịch cảnh, để làm thế nào biết đâu đó, biết chừng nào đó thì sẽ lại hồi sinh một cái ngọn lửa để làm cho cái ngọn đèn nó sáng lại, để làm cho cái cõi lòng người ta nó ấm lại, để cái ngọn lửa đó nó một ngày nào nó sẽ bừng lên thành một cái hy vọng, thành một cái khát vọng để tiến đến cái việc trở thành hiện thực. Và một cái cây sợi, một cái cỏ ở vệ đường, nó đã bị những cái bàn chân vô tình, nó đã bị những cái bánh xe hết sức là cao ngạo chà đạp lên, nhưng mà cố nâng niu để rồi băng bó, để rồi tìm cách để phục hồi, để ngày nào đó nó có thể tự đứng vững lại, nó có thể tự vươn mình lên, để nó cùng với tất cả những cái cây cỏ, tất cả những cái loại thảo mộc khác, nó sinh hoa kết trái, nó góp phần cho cái cuộc sống được tươi đẹp hơn. Và điều này không dễ dàng chút nào, trừ phi người ta có cả một cái tấm lòng. Và thưa anh chị em, có lẽ đó chính là cái thông điệp rất là ý nghĩa sâu xa mà Chúa Kitô muốn gửi đến cho từng cái môn đệ của Ngài, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh xã hội đất nước hết sức là nhiễu nhương, đầy những cái tang thương của dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thật sự là cần có tình thương, nhưng một cái tình thương đó phải được đã hiểu biết, phải được nhận thức và phải được thực hiện theo mẫu mực của tình thương Chúa Kitô. Xin cảm ơn anh chị em.